Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cái phương pháp dạy vẹt chạm mục tiêu. Dạy vẹt chạm mục tiêu là một cái bài vô cùng đơn giản nhưng cũng rất là quan trọng để chúng ta có thể là dạy chú vẹt những cái bài khác. Thì dạy vẹt chạm mục tiêu này để làm gì, mục đích để làm gì thì tôi cũng chia sẻ luôn là mục đích là các bạn định hướng cho chú vẹt từ một cái điểm A đến điểm B. Và các bạn có thể sử dụng để các bạn dạy vẹt như là xoay tròn, để các bạn dùng một cái mục tiêu để các bạn dê theo một cái đường tròn chú vẹt sẽ làm theo, hoặc là khi mà chú vẹt có một cái vật gì đó mà lạ lẫm thì chúng ta có thể dùng mục tiêu để chúng ta dụ chú vẹt dần đến. Khi mà chú vẹt đã biết chạm mục tiêu rồi thì nó rất là đơn giản để chúng ta có thể dạy những trò khác. Thì đầu tiên dạy trò này chúng ta cần phải chuẩn bị những thứ sau. Thứ nhất là chúng ta phải chuẩn bị những thứ, nếu chúng ta có cái anten của radio thì chúng ta có thể làm cái mục tiêu, còn nếu không chúng ta cũng có thể lấy cái đũa này. Cái thứ hai là cái clicker, là cái mà để chúng ta ra hiệu lệnh, xin lỗi, cái mà để chúng ta xác nhận cái hành động của chú vẹt là đúng. Khi mà chú vẹt đã làm đúng rồi thì ta ấn, và nó sẽ là có tiếng lách cách để chú vẹt biết là cái hành động chú vẹt làm là đúng. Cái tiếp theo là không thể thiếu là chúng ta phải chuẩn bị những cái thức ăn mà chú vẹt thích. Đó, những thức ăn chú vẹt thích để chúng ta có thể dạy, chúng ta có thể khen và thưởng cho chú vẹt khi mà chú vẹt đã làm đúng. Thì đầu tiên các bạn dạy chú vẹt như sau. Thứ nhất là các bạn cầm một chiếc đũa, sau đó các bạn để, đầu tiên chú vẹt sẽ chưa hiểu nhưng các bạn để sát vào mỏ của chú vẹt, thì chú vẹt lúc này cũng như những tất cả những chú vẹt khác cũng rất là tò mò, cho nên là khi mà các bạn để vào thì chú vẹt sẽ, đương nhiên chú vẹt sẽ động mỏ vào cái đũa và ngay lập tức các bạn khen chú vẹt là giỏi luôn để chú vẹt biết đó là cái hành động đúng rồi. Tôi sẽ làm chạm mục tiêu. Giỏi. Khi mà chú vẹt đã ngậm vào chiếc đũa thì các bạn, lúc này các bạn sẽ thưởng cho chú vẹt để chú vẹt ăn. Đó, bạn sẽ thưởng một cái món ăn ngon để cho chú vẹt, cái món ăn tôi vừa nói đó. Và cái bài chạm mục tiêu này cũng rất quan trọng để khi mà các bạn dạy chú vẹt cái trò lộn cầu là các bạn phải dùng đến mục tiêu. Tôi tiếp tục làm lại lần hai. Chạm mục tiêu. Giỏi lắm. Thì khi mà chú vẹt đã quen rồi thì rất là đơn giản thôi. Và khi mà chú vẹt đã hiểu được một chút rồi thì các bạn lại để xa hơn. Chạm mục tiêu. Lại đây. Chạm mục tiêu. Chạm mục tiêu. Giỏi. Khi mà chú vẹt đã đi tới rồi thì các bạn để đũa xa và chú vẹt đi tới và các bạn lại tiếp tục khen và thưởng cho chú vẹt. Tiếp tục các bạn lại duy trì xa hơn. Chạm mục tiêu. Giỏi lắm. Đó, các bạn cứ làm như vậy thì chú vẹt sẽ dần quen. Và khi mà chú vẹt đã hiểu rồi thì các bạn để xa hơn và các bạn để cho chú vẹt tự sẽ đi tới cái mục tiêu đó. Chạm mục tiêu. Chạm mục tiêu. Giỏi lắm. Cứ chú vẹt động vào cái đũa là các bạn ngay ngay lập tức bấm clicker và khen, sau đó thưởng cho chú vẹt. Và cứ ngày này qua ngày khác thì chú vẹt sẽ hiểu hành động của chú vẹt khi mà động vào chiếc đũa là sẽ được ăn và chú vẹt sẽ rất là nỗ lực để làm cái hành động này. Chạm mục tiêu. Giỏi lắm. Đó, các bạn cứ làm như vậy thôi. Và các bạn nhớ một điều là với bất cứ một cái bài học nào mà chúng ta đã dạy cho vẹt rồi thì những cái bài học này để chú vẹt nhớ được thì các bạn phải nhớ là các bạn phải luôn duy trì và thỉnh thoảng các bạn lại luyện tập cho chú vẹt để chú vẹt có thể nhớ được bài tập.
Và khi mà chú vẹt đã nhớ được bài tập rồi thì khi mà chúng ta cho chú vẹt tập thì chú vẹt sẽ làm được ngay. Đó, cái bài này thì rất là đơn giản và rất là ngắn gọn. Thì để các bạn hiểu là cái mục tiêu này nó sẽ có ý nghĩa như thế nào thì tôi sẽ dùng mục tiêu để tôi cho chú vẹt quay tròn để các bạn thấy được cái ý nghĩa của cái bài chạm mục tiêu, tuy rất đơn giản nhưng cũng rất là quan trọng để các bạn tiến tới những bài tập khó hơn. Ok không? Quay tròn. Đó, các bạn thấy chưa? Khi mà nó nhìn thấy cái mục tiêu là nó sẽ quay tròn theo cái mục tiêu đấy. Cho nên là tôi đã chứng tỏ với các bạn là cái bài chạm mục tiêu này nó rất là quan trọng. Nó có thể là dùng để cho dạy rất nhiều những cái bài khác, ví dụ như quay tròn, lộn cầu hoặc là định hướng cho chú vẹt đi đến một điểm nào đó. Và vừa rồi tôi đã chia sẻ cái bài chạm mục tiêu cho các bạn để các bạn có thể tham khảo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video sau. Xin cảm ơn.